khẩn cấp khẩn cấp anh em ơi hiện tại là ngày hôm qua ngày 14 tháng 3 thì cái PocketPay nó xảy ra cái sự cố là bị tấn công bị hacker tấn công và nó đang bị lỗi bảo mật liên quan đến các cái địa chỉ ví gửi và rút tiền thì mình có đăng một cái poster lên trên cái uh, uh, tab cộng đồng của kênh rồi cũng uh, đăng lên các cái nhóm zalo và trên nhóm facebook cảnh báo cho anh em rồi <laughs> tuy nhiên thì nhiều anh em bảo là nhiều người uh, sắp kênh anh nhưng mà chưa chắc người ta đã vào chắc trong những cái nhóm này thì anh uh, anh anh làm luôn một cái video phát thông báo đi không người ta không biết thì uh, nạp tiền vào sẽ bị mất tiền. Đây PocketPay. <laughs> thì uh, hôm qua cũng có một bạn lên video comment bảo mình nhờ anh phát thông báo chứ cái sàn này nó đang bị uh, bị hack này. Và hiện tại vào cái phần deposit là toàn bộ hệ thống cái cái đường link của nó là bị uh, mất hết rồi. Đấy. Vào deposit là bị mất hết rồi này. Ok. Đấy còn uh, khi mà ra ngoài uh, user database thì nó có một cái thông báo ghim đỏ lừ ở đây đấy thì mình sẽ more info tức là đọc thêm và dịch cho các bạn xem nhá chép này <laughs> ok thì cái này mình không biết khả năng là do bị tấn công bị hacker tấn công thôi và tạm thời các bạn cứ yên tâm tiền trong này thì chắc là không mất được đâu chắc sớm muộn gì thì bọn pháo nó cũng sẽ xử lý thôi đây sự cố an ninh thật không may chúng tôi phải thông báo rằng PocketPay hôm nay đã bị lỗ khoảng 600.000 đô la. Ví nóng của chúng tôi đã bị xâm phạm và tin tặc có quyền truy cập vào tiền. Chúng tôi vẫn đang điều tra vấn đề và đã chia sẻ mọi thông tin chi tiết với chính quyền địa phương. Hãy yên tâm PocketPay sẽ bù đắp tổn thất và không có người dùng nào bị ảnh hưởng từ vụ hắc <laughs> Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi yêu cầu bạn kiên nhẫn cho đến khi chúng tôi có thể kích hoạt lại việc gửi và rút tiền. Vui lòng không gửi bất kỳ khoản tiền nào đến các địa chỉ ví gửi tiền trước đó vì chúng tôi sẽ bị mất. Địa chỉ mới này sẽ được tạo. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này nó đã gây ra. <laughs> ok, có nghĩa là toàn bộ các cái địa chỉ ví cũ của các bạn ở trên forget mặc định nó sẽ mất, được chưa? Và các bạn dùng các cái địa chỉ ví này để đi uh, đi đào coi các thứ ấy uh, trên những con web ấy coi là coi như mất luôn rồi đấy. Xác định là mất luôn rồi đấy. Nó sẽ phải tạo lại ví mới này. <laughs> Ok, <laughs> sự cố an ninh bị tấn công hacker tấn công. Và điều này nếu mà anh em nào đang đào coi bằng các cái địa chỉ ví bên Faucet thì đợt này gặp sự cố này là khá là nặng rồi đấy. Coi như là mất khá là nhiều tiền rồi đấy. Ok, và anh em cũng nên bỏ hết các cái kèo mining đi. Mình đã lên thông báo lên video phát thông báo rồi. Đấy và tiền của mình ở trong này vẫn hiện tại thì vẫn đang còn nhưng mà không biết là sau khi sự cố xong thì nó có giải quyết được vấn đề hay không và tiếc uh, mong rằng là cái địa chỉ ví cũ nó sẽ được khôi phục <laughs> chứ còn nếu mà mất địa chỉ ví cũ thì nó cũng lắm lắm cái phiền toái đi theo lắm ok thì video này mình chỉ mang tính chất là thông báo cho anh em và khuyến cáo anh em trong thời gian này không nên nạp rút gì với cái thằng Pocket Pay nữa uh, để bao giờ nó cập nhật xong lại cái phần deposit và theo dõi thêm một hai ngày xem những cái thông báo của nó có vấn đề gì thì anh em mới bắt đầu nạp rút với nó tiếp tạm thời thì không nên được chưa và cũng rất may mắn đây là chẳng qua là một cái ví và mình dùng đa số để clam coi cho nên là cũng không có tổn thất gì quá nặng. Còn những anh em nào mà lấy ví Pocket Pay để đi đi đào coi ở những cái trang web đào coi thì đợt này có ảnh hưởng khá là nặng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.